Xin chào các bạn, lại đến lúc chúng mình cùng tìm hiểu về những tin tức Hàn Quốc được đưa tin tại Việt Nam rồi. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn tin tức về việc nhà hàng tại Hàn Quốc bắt đầu cấm sóng. Chịu vì nhiều thiết bị của các YouTubers như máy ảnh, dụng cụ hỗ trợ ánh sáng chiếm không ít không gian quán và đôi lúc gây đổ vỡ đồ đạc của nhà hàng. Nói tóm lại, những điều này đã khiến trải nghiệm ăn uống của các thực khách khác trở nên xấu đi, dẫn đến một số nhà hàng tại xứ Kim Chi đã cấm phát trực tuyến trong nhà hàng của họ với biển cấm là No Tuber Jones. Theo thống kê, trung bình một YouTuber mukbang tại Hàn Quốc có thể kiếm được 10.000 USD một tháng. Hiện có khoảng 5.000 người đang làm công việc ăn trực tuyến tại Hàn Quốc. Các bạn thấy tin tức ngày hôm nay thế nào? Nếu các bạn để lại ý kiến hoặc những điều còn thắc mắc thì chúng mình sẽ làm nội dung để phản ánh lại cho các bạn nha. Và đừng quên nhấn like và subscribe ở phía dưới nữa nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt. Annyeong.